nơi thì đông đúc đến độ phải dán thêm bảng tạm ngừng nhận khách. Nơi thì chẳng thấy đâu bóng dáng khách mua vàng. Ghi nhận vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC, lượng khách đứng đợi phía ngoài cổng khá đông, mặc cho phía ngoài trời nắng như đổ lửa. Công ty này cũng đã dán bảng tạm ngừng nhận khách, nhiều khách hàng đành quay xe ra về. Chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên, một người dân đến mua vàng tại đây cho biết đã đến 4-5 lần nhưng vẫn chưa mua được vàng, khi cứ đến là phải chịu cảnh chật ních người xếp hàng ngay phía ngoài cổng. Đóng lắm đó, dám đi hả trời, đi đến lắm rồi. Người ta đang có tình yêu thì mình phải hẹn. Rồi, rồi, ok. Ngày mai, đóng lắm rồi. Để chịu đúng rồi, là không cắm, cắm gì luôn. Mới có 8 giờ mấy là đông nghẹt rồi, là ngưng nhẫn. Trái ngược hoàn toàn với cảnh đông đúc tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC, thì tại phố vàng bạc đá trang sức quanh chợ Hòa Bình ở phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vắng bóng khách mua. Bà Nguyễn Thị Phương Dung đã kinh doanh tiệm vàng tại đây hơn 40 năm qua. Bà Dung than thở trước cảnh thưa thớt người mua. Cả một buổi sáng nay, bà chỉ bán được một chiếc nhẫn duy nhất. Trời ơi, được chiếc nhẫn phân 2, gì nói con được chiếc nhẫn phân 2 nè. Bán không đủ mà tiêu hàng ngày mà. Không nhập vàng thêm vì chẳng bán ra được. Giờ đây bà Dung cũng như nhiều chủ tiệm vàng khác chỉ biết ngóng trông khách mua. Đồng thời bà cho biết do việc mua vàng phải mang theo giấy tờ tùy thân nên nhiều khách hàng cũng e ngại. Tại vì mình xuất đồ ra nhiều mà, rồi người ta dễ lựa. Còn giờ có nhiêu con muốn lựa gì? Không, bán không được lấy đồng nhập. Con bán không được mà con nhập lên đây lấy đồng nhập. Nãy giờ mua bán phải có giấy chứng minh nhân dân. Cái mua giờ 5 phân, 3 phân, 2 phân cũng phải trình giấy chứng minh nhân dân rồi gì ghi vô trong cái sổ của gì. Chứ tôi mua mà tôi không có giấy chứng minh nhân dân thì mấy ông này sao rồi xét hỏi rồi chỉ bán làm sao, giấy tờ rồi sao mình khó khăn lắm. Trời, trước mua bán tự do được lắm á chứ, được lắm á chứ. Bây giờ mua bán cái gì cũng giấy tờ, giấy qua đơn đỏ rồi đó, con thấy không khó khăn lắm, ít lắm. Ta mua ta cũng ngại lắm, mà mình bán mình cũng sợ nữa, sợ không biết mình có làm đúng hay không, không đúng sau này mấy ông này mấy ông chết. Thành ra giờ con thấy khó khăn, ra là chỉ có ra hình thức thôi, không biết đủ tiền đóng thuế hay không, nhưng mà vẫn đóng thuế nha, vẫn đóng thuế, không có mất một ngày nào nha. Hồi xưa đóng bao nhiêu thì bây giờ bao nhiêu chứ không có giảm một ngày nào. Phải có giấy tờ, phải hỏi, ví dụ con mua gì hỏi con, giờ con có giấy chứng minh nhân dân không, tặng đưa gì điền vô, mà con không có là gì không dám bán. Đến trưa ngày 6 tháng 6 năm 2024, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC, tập đoàn Doji, công ty vàng bạc đá quý Vietinbank đồng loạt giảm giá mua vàng miếng SGC 1 triệu đồng một lượng xuống còn 74,98 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 76,98 triệu đồng. Chiều 6 tháng 6 năm 2024, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa có phản hồi liên quan đến việc tài khoản Angela Phương Trinh liên tục đăng tải những bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, hiện sở đang thu thập và nắm thêm thông tin về vụ việc, sẽ phối hợp xử lý khi có đề nghị, yêu cầu từ các đơn vị liên quan. Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh còn có phản hồi liên quan đến các đơn yêu cầu xử lý các tài khoản tung tin sai sự thật về Miu, ca sĩ Hương Tràm. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở đang trong quá trình tiếp nhận xử lý đơn và chưa có kết quả xử lý. Khi có kết quả xử lý, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông tin cho báo chí được biết. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, tài khoản Angela Phương Trinh sở hữu hơn 2,2 triệu lượt xem, liên tục đăng tải những bài viết khiến dân mạng bất bình. Các dòng trạng thái được viết với thái độ mỉa mai, gay gắt đối với một vài cá nhân, tổ chức, gọi những quan điểm đi ngược với mình là truyền thông bẩn hay giặc, khiến khán giả phẫn nộ.
Ngày 2 tháng 6, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin liên quan và sẽ trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông về trường hợp tài khoản tên Angela Phương Trinh trên góc độ chuyên môn văn hóa. Chiều 6 tháng 6, thông qua fanpage có hơn 2 triệu lượt theo dõi, tài khoản Angela Phương Trinh lên tiếng xin lỗi về những ồn ào vừa qua. Tài khoản này thừa nhận đã không khéo khi diễn đạt cảm xúc của mình. Đồng thời, chủ tài khoản gửi lời xin lỗi vì những phát ngôn vừa qua khiến người xem không vui và xảy ra những ý kiến trái chiều. Angela Phương Trinh bày tỏ sẽ xóa các bài viết để tránh gây ra những ý kiến trái chiều. Em xin phép anh trai. Ngồi đó đi. Quay đằng này nè, nó nói gì nào rồi? Dạ, em... Hỏi tối thằng nào đặt? Em thì em cũng đặt. Thông tin Công an quận 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ ca sĩ Chu Bin để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang được chia sẻ rầm rộ và ngay lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội. Ca sĩ Chu Bin, tên thật Chu Đăng Thanh, 39 tuổi, quê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Anh là con út trong một gia đình có 3 anh em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên giọng ca 39 tuổi từng tìm đến ca hát như một cách để thoát nghèo. Thời mới vào nghề, Chu Bin đi diễn ở hội chợ, đồng thời làm thêm một số công việc khác như bốc phát, bán vé để có thu nhập trang trải cuộc sống. Vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp từ năm 2005, sau vài năm, Chu Bin có cho mình những bản hit như Hãy xem là giấc mơ, Giả vờ thương anh được không? Nhờ đó tên tuổi của anh được chú ý hơn. Chu Bin cũng nhiều lần vướng ồn ào khi hoạt động showbiz, điển hình là lần khẩu chiến với Hoa Vinh trên mạng xã hội. Hồi năm 2018, khi bị tố lợi dụng tên tuổi, Chu Bin bất bình tuyên bố chưa bao giờ là anh em với hiện tượng mạng. Chu Bin cũng từng vướng ồn ào tình ái khi bị bạn gái cũ đăng đàn tố thiếu trách nhiệm ngoại tình. Khi đó anh không ngại lên tiếng đáp trả, song vấp phải phản ứng của cư dân mạng. Sự việc khiến Chu Bin bị hủy một đêm nhạc, ban tổ chức đưa ra lý do rằng nam ca sĩ không đủ điều kiện cho phép. Hơn 10 năm đi hát, Chu Bin có cho mình khối tài sản lớn, anh thường check-in sang trọng trong xế hộp đắt tiền. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên xác nhận, Công an quận 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ ca sĩ Chu Bin để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng bị tạm giữ như ca sĩ Chu Bin còn có một số người khác. Trước đó ngày 4 tháng 6, công an kiểm tra căn nhà trên địa bàn phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện một nhóm khoảng 6 người, trong đó có ca sĩ Chu Bin đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Những người này bị công an đưa về trụ sở để điều tra. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng triệu tập một số người có liên quan. Vụ việc hiện đang được Công an quận 10 khẩn trương điều tra, làm rõ.